để chúng tôi cho anh chị em gặp những con người ngày hôm nay đang cần đến lòng thương xót, để anh chị em cảm nhận được thế nào là những người nạn nhân ngày hôm nay còn nhiều lắm. Đây là những nạn nhân của sự đói nghèo, của ốm đau, của bệnh tật. Ngày hôm nay Chúa cho chúng ta thấy rất nhiều những nạn nhân của đói nghèo, của rốt nát, của bệnh tật. Đây trước mặt chúng ta là một người mẹ đang bế một đứa con đây. Người thứ hai cũng đang bế đứa con đây. Và thêm một cái đứa bé nữa, cô nào bế được nó, bế dùm cho nó, dùm cho Trang cách. Rồi, con giới thiệu, con phải biết con tên gì? Con là Điểu Thị Chía, dân tộc. Cái gì, tên gì? Điểu Thị Chía. Điểu Thị Chía. Dạ, dân tộc Sĩ Tiên. Dân tộc Sĩ Tiên. Con bao nhiêu tuổi? Con năm nay 53 tuổi. Được mấy đứa con? Bốn đứa con, ba cháu. Bốn đứa con, và đây là cháu này, cháu nội, cháu ngoại. Đây cháu nội, kia kia cháu ngoại. Vâng, bà Điểu Thị Chía, người dân tộc Sĩ Tiên, năm mươi mấy tuổi mà đã có hai đứa cháu. Bên tay trái là bà bế đứa cháu nội, còn bên tay phải là bà bế cháu ngoại. Lúc nãy bà bế cả hai đứa hai tay. Lên đây gọi cho đứa cháu lại đây cho bà luôn. Nãy bà bế hai tay hai đứa như thế này là thưa anh chị em. Đây. Đấy, bế hai tay hai đứa lên mà đặt tay xin cầu nguyện như thế đó. Chúng ta một chạm phát để chào đón con đạo gì? Được. Con là Đạo Thiên Chúa. Con Đạo Thiên Chúa. Hồi trước con đi theo bên Tiếng Lành rồi được 5 năm rồi. Thấy mọi người nói là theo bên Thiên Chúa, con đi qua bên đây được năm nay được 18 năm. Rồi một chạm phát tay nữa thì anh chị em. Đây là một người theo đạo Tin Lành 5 năm, nhưng mà thấy bên đạo Thiên Chúa, tin mừng đó mới là tin mừng đích thật. Và chị ấy đã từ đạo Tin Lành, chị cả đạo sang đạo Công Giáo, mà chị gọi là đạo Thiên Chúa. Hôm nay một tay trái bế đứa cháu nội, tay phải bế đứa cháu ngoại đến đây để đặt tay xin cầu nguyện. Còn con tên là gì? Dạ con tên là Điểu Thị Duyên. Điểu Thị Duyên. Điểu Thị Duyên. Vâng, Điểu Thị Duyên, con nay con bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con sinh năm 77. Dạ 77 ạ. Sinh năm 7. Là bao nhiêu tuổi? 77 tuổi ạ. Bao nhiêu? 41 hả? 41 tuổi. Ta không biết làm tinh trừ. Sinh năm 77 tức là năm nay con 41 tuổi. Để con được mấy đứa con? Dạ con được hai đứa con, một đứa 16 còn một đứa 2 tuổi. Một đứa 16 tuổi và đứa thứ hai là 2 tuổi, còn chồng của con đâu? Dạ chồng con là hồi trước á, lúc con cũng hồi trước cũng đi bên đạo Tiên Lãng mà từ con rất là khổ quá. Tới năm 99 con biết đạo Thiên Chúa tại vì sơ rồi đưa cho con cái trai màu. Rồi lúc đó con khó khăn mà không biết mà cái chỗ làm ăn, người ta nói là với cha, người ta nói là què thì được con nhìn được hai con mắt, còn ốm đau mà dù què cách nào được thay mắt mà làm, còn đối với con thì vẫn nói chuyện được mà chân tay vẫn đi được, chi mà không thấy con mắt. Không thấy con mắt tức là con mắt không thấy, chỉ dùng những điều tưởng ngược lại, không thấy con mắt tức là con mắt chị không thấy, đúng không? Dạ. Còn tức là chị xin lỗi, chị là bị mù. Dạ. Từ bao nhiêu tuổi? Dạ bị mù nghe nói lúc là còn nhỏ 5 tuổi cha. Rồi 5 tuổi bị mù, rồi chị lấy chồng năm mấy tuổi? Dạ lấy chồng năm 2002 cha. Còn chị năm không căng quân. Bao nhiêu? Là bao nhiêu tuổi? 16 hả? Vâng, lấy chồng năm 16. Và đã được đứa con, một đứa thì 16 tuổi, đứa 2 tuổi đang bế trên tay đây. Rồi chồng của chị bây giờ đâu rồi? Dạ chồng của con thì hồi trước đi bán vé số dưới Đồng Nai á. Đi bán vé số hai vợ chồng mà từ đứa con 16 tuổi mà tới 14 tuổi. Thì họ bị trúng vé số, họ cho 50 triệu, họ cho 50 triệu xong rồi. Anh kêu con xuống ở miền Tây. Ở miền Tây thì con sợ nước quá, con không chịu ở. Lúc buộc anh ôm hết tiền 50 triệu mà bỏ thằng này. Lúc
mang bầu được có 2 tháng mà tới bây giờ ảnh cũng thấy vô luôn. Không có gì để vỗ tay cả. Đúng là thói đời và lòng người như tôi nói lúc nãy. Tình đời bạc trắng như vôi, lúc nghèo lúc khổ thì có nhau, hạt muối cắn đôi. Lúc mà được cục đường thì nuốt trọn. Hai vợ chồng làm nghề đi bán vé số. Nghe. Hai vợ chồng làm nghề đi bán vé số. Chồng chị có bị mù giống chị không? Dạ có, chồng con là người kinh mà. Chồng là người kinh, có bị mù không? Có bị mù hai con mắt, ở trên trời mù mới gặp nhau lấy nhau anh cha. Vâng, hai người yêu nhau mà không hề nhìn thấy nhau, đúng không? Dạ. Vâng, đúng không? Dạ, dạ, dạ. Vâng, không hề nhìn thấy nhau cho nên chị cũng chẳng nhìn thấy được tấm lòng của con người. Mà cho dù mắt sáng đi nữa mình có nhìn được tấm lòng của con người không? Không. Mắt có sáng đi nữa cũng chẳng nhìn thấy được đâu. Hai người gặp nhau trong trại mù, yêu nhau và lấy nhau. Rồi sinh được một đứa con, đứa đầu 14 tuổi. Lúc mà chị có thai đứa thứ hai là được 2 tháng. Thì hai vợ chồng mới bán vé số cho một người và họ đã trúng được độc đắc, đúng không? Dạ. Đúng, trúng được độc đắc và họ đã cho hai vợ chồng là 50 triệu. Khi được 50 triệu như vậy thì chồng chị ấy nói là đi xuống miền Tây. Chị bảo miền Tây chị không quen sống. Rồi ông chồng ấy cuỗm luôn 50 triệu và bỏ chị ấy một đứa con 14 tuổi, một đứa con 2 tháng ở trong bụng. Đi bằng mặt cho tới bây giờ vẫn bóng chim tầm cá. Chị ở lại mang cái bầu 2 tháng và bây giờ là đứa con được 2 tuổi đang bóng ở trên tay. Một đứa kia bây giờ đã lên tới 16. Một người mẹ mù như thế nuôi hai đứa con 16 và 2 tuổi như vậy thì thưa anh chị em, con sống bằng cách nào? Dạ thưa cha, con nuôi con mà khổ lắm cha, nuôi heo cha. Người ta nuôi heo thì kiếm rau heo thì bằng nhân bằng con mắt. Còn đối với con kiếm heo kiếm là rau heo thì mò bằng chân, chân bằng tay cha. Mà lúc hôm bữa bị té luôn dưới mương cha. Mà ráng mà đi kiếm nuôi heo mà người ta thấy được người ta nói là ôi mù làm sao mà biết nuôi heo. Tới vua tới nhà mới biết ôi mù mà biết lo tất cả nhà cửa này kia. Đời không có nhà con xưa dắt con đi xin tới thành phố này kia cha. Rồi mới được có cái nhà được hôm nay con rất là mừng. Mừng mà cha nghe tiếng cha Long là 2 năm này rồi. Mà con đi nghe cái ai cha báo tin mừng, con đi nghe nhà người ta là tới từ 8 giờ tối tới 12 giờ hoặc là tới 4 giờ. Con nghe tiếng cha là con ước mơ làm sao mà gặp cha Long để con nói chuyện với cha Long. Mà lúc đó là con là dù chết sống con cũng rất là mừng. Lúc đó cha và tới ngày tháng 8 năm 2000 hồi đồng ngoái, có họ đi đem cho gạo ở dưới Phù Liền. Họ nói là đây là tôi là con của cha Long nè. Ôi ước gì mà mình được gặp cha Long. Mai mốt cha Long sẽ vô đây à. Mình quá mừng mừng cầu nguyện ngày đêm. Ngày đêm cha con cầu nguyện tới tối thứ sáu này. Con quá thấy người ta đi quá rồi con đi mượn tiền người ta 200 ngàn con để gặp cha Long để đóng tiền xe. Rồi thưa cha, xong rồi con ngủ bằng đêm con thấy tay cha Long mà rờ một cái mắt với cái đầu của con. Con không được mà ngủ luôn, con suy nghĩ vì gặp hôm nay mới được gặp cha Long. Cha Long ơi, con rất là cảm ơn cha Long dặn trong bài, con rất là mừng. Con sẽ nghe cha Long dặn bài lúc từ 1 tháng 2 tháng luôn cha. Cứ bế con đi nghe nhà người ta cha, từ 8 giờ tối tới 11, 12 giờ đêm khuya mới được về nhà cha. Thưa anh chị em, chúng ta tưởng tượng một người mà không có cái máy nghe giảng mà phải đi nghe rình người ta từ 8 giờ tối đến 11, 12 giờ đêm, nghe một cách say sưa không cái lời của Chúa và mong ước được đặt chân đến giáo điểm tin mừng này để nhìn thấy, mà có nhìn bằng mắt thật đâu, chỉ nhìn bằng ánh mắt đức tin thôi. Một người mù hai con mắt nuôi hai đứa con mà nuôi heo, người ta đi lấy rau heo người ta còn nhìn bằng mắt, còn chưa ăn thua gì.
mình nuôi heo mà đi kiếm rau heo mà sờ bằng chân rồi lấy cắt bằng tay về nuôi heo, anh chị em nghĩ thế nào? Và khao khát để được đến với giáo điểm tin mừng này mà phải đi mượn người ta 200 ngàn để đủ tiền xe đến đây là mong ước thỏa nguyện lắm rồi, có chết cũng vui lòng rồi. Không có tiền mua nổi cái máy mà phải đi nghe rình người ta từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Thưa anh chị em, còn bao nhiêu người tôi tắt máy đã nghe bao giờ chưa, hỡi những người trong giáo điểm tin mừng mình? Anh chị trả lời tôi đi, trả lời tôi đi, đã nghe chưa? Mình ở đây hàng ngày, mình được đặt chân đến đây hàng ngày, mình được sống ở nơi đây, trong đất thiên này đây này, không tốt một đồng tiền nào đây này. Vậy mà mình có chịu đến đây không? Đến mình có cảm nhận hay không? Còn một người mắt thì không có, ở mãi miền cao nguyên kia, một người dân tộc đó mà nuôi hai đứa con, một đứa 16 tuổi, một đứa 2 tuổi như vậy đấy, mà phải đi mượn 200 ngàn đồng tiền xe để mà đến đây mà thỏa mãn. Chưa hề thấy chị mở miệng xin một cái gì, không xin một cái gì, không than thở, không trách móc với bất cứ cái gì. Ngay cả người chồng tệ bạc mà cũng 50 triệu bỏ lại một người vợ mù với 2 đứa con thơ như thế này mà phải làm đi nuôi heo sờ kiếm đâu heo bằng cái đôi chân của mình, vẫn không một lời trách móc, vẫn cha Long ơi, mặc dù chị có nhìn thấy tôi đâu cơ chứ, làm sao mà chị ấy biết được, chị chỉ nghe thôi. Và khi tôi đặt tay lên mắt chị ấy, chị bảo con mù, tôi đặt tay lên mắt thì chị mới cảm nhận biết rằng đây là cha Long mà chị vẫn nghe hàng ngày, vẫn nghe rình nhé thưa anh chị em, từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm nhé thưa anh chị em. Linh mục tu sĩ chúng tôi thấy xấu hổ vô cùng, thực sự chúng tôi thấy xấu hổ vô cùng. Đây là những người Samaria nhân hậu đây, những người làm gương sáng cho chúng tôi ngày hôm nay đây này thưa anh chị em. Chúng tôi có đầy đủ điều kiện học hành, đủ mọi bằng cấp, đủ mọi chức tước, đủ mọi thứ, mà chúng tôi có khao khát lòng thương xót Chúa được những người chị em này hay không đây? Có nói được về lòng thương xót Chúa cho người khác hay không đây? Có khao khát được nghe về lòng thương xót Chúa hay không đây thưa anh chị em? Bây giờ thì con không có phải đi nghe rình nữa, cha bảo đảm với con như vậy. Đây là cái máy cha gửi tặng cho con nha. Con không biết sử dụng thì chí tí vào trong kia, anh con biết cách sử dụng không? Dạ biết cả thầy cha. Con rất là cảm ơn cha, con ước mơ được gặp cha rồi, con rất là cảm ơn cha rất là nhiều. Nhờ chú phù hộ ngày hôm nay con mầu mà được nuôi con cỡ này, con rất là mừng, con được gặp cha Long con rất là mừng rồi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cũng đoàn mà. Đây là món quà lòng thương xót Chúa gửi cho chị để chị trả tiền xe, chị đi về, chị làm vốn để mà nuôi con của chị nha. Cầm đấy, cầm đấy nha. Cảm ơn. Đây, cha gửi tặng cho con một cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót, và cha cũng gửi tặng cho con chút quà để con đi về đi xe nha. Và Chúa chúc lành cho con. Dạ, con cảm ơn cha cũng nhiều, được gặp cha như vậy con cũng mừng. Con từ nhỏ tới lớn chưa đi Sài Gòn bao giờ gặp cha, bây giờ được đi tới đây con cũng mừng rồi.